Toàn xin chào anh chị em đến với kênh Bất Động Sản Vĩnh Long Thanh Toàn, nơi ký nhận, giới thiệu nhà và đất chính chủ khu vực tỉnh Vĩnh Long. Và nhìn theo hướng camera này của Toàn á, thì anh chị em mình có thể về trung tâm của Vĩnh Long qua bên cầu là của phường 9 Vĩnh Long rồi đó anh chị em. Sáng ngày đi làm clip bầu trời âm u quá nên quay video nó không sáng nổi nha anh chị em mình. Anh chị em mình thông cảm nha. Còn mà nhìn theo hướng camera này của Toàn á, thì anh chị em mình có thể ra ngoài cầu Mỹ Thuận của Vĩnh Long. Đây ra ngoài cầu Mỹ Thuận khoảng chừng 3 cây số là đụng cầu Mỹ Thuận. Hoặc là về bến xe miền Tây của Sài Gòn nha. Đây mà về tới bến xe miền Tây á thì nó mất khoảng 3 giờ đồng hồ, khoảng cách của nó là 136 km nha. Còn bây giờ thì Toàn mời anh chị em theo Toàn xem miếng đất mà Toàn muốn giới thiệu ngày hôm nay nha. Và miếng đất của mình nó phải quẹo vô đường này nha anh chị em mình. Và cái miếng đất này của mình á là nó cũng là thuộc phường Trường An luôn, của thành phố Vĩnh Long luôn nha. Và cũng từ ngoài quốc lộ nãy Toàn đứng quay đó anh chị em mình, chạy vô tới đất của mình á thì nó mất khoảng 5 phút chạy xe nha. Khoảng cách của nó là 1,5 cây số là tới đất thôi. Hên quá anh này cho mình qua, chứ không ở sao hửi bụi anh ngoại ngồi chắc chết luôn. Cảm ơn anh tài xế nha. Còn mà từ cầu Cần Thơ á, anh chị em mình qua đây á thì mất 45 phút chạy xe nha. Khoảng cách của nó là 35 km. Cái miếng đất mà Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình ngày hôm nay á, là nó rất gần ủy ban dân phường Trường An luôn nha. Chợ búa đồ nói chung là phạm vi khoảng chừng 600-700m là nó có đầy đủ hết trơn anh chị em mình. Trường học đồ có hết luôn. Và ngay chỗ để Toàn quay camera như đây đây. Ngay đây là ủy ban dân phường Trường An nè anh chị em mình. Một tay á, thì chạy xe, còn một tay á, thì quay phim, còn cái miệng thì nhảm. Đôi khi Toàn cũng thấy là Toàn hơi bị giỏi à nha. Cái miếng đất này anh chị em mình mua ở thì an ninh là cái chắc rồi anh chị em mình. Nhìn vô cái bảng đỏ đỏ nè, cơ quan cảnh sát điều tra, nói không, nhìn cái bảng thôi là tội phạm sao dám hoành hành được anh chị em mình. Đó, vậy miếng đất này rất là an ninh nha. Và kênh Bất Động Sản Vĩnh Long Thanh Toàn anh chị em, ngày nào thì cũng như ngày nấy nha. Cứ 7 giờ tối là Toàn sẽ đưa đất, đưa nhà lên để mà giới thiệu đến anh chị em mình. Anh chị em mình á, có nhu cầu mua đất mua nhà ở khu vực Vĩnh Long á, thì vui lòng đăng ký kênh của Toàn á nha. Tại vì kênh của Toàn ngày nào cũng có đất có nhà đưa lên giới thiệu, thì thế nào cũng có 1-2 miếng gì đó, nó phù hợp với anh chị em mình. Anh chị em coi là mua ủng hộ Toàn với. Và cái con lộ nhựa này nè, anh chị em mình á, chạy thẳng hoài luôn khoảng chừng 3 cây số gì đó là nó sẽ đụng ra ngoài quốc lộ mấy bên kia, cái tiếng quốc lộ tránh của 1A anh chị em mình, là đường đi về Cần Thơ rồi đó, là nó sẽ đụng ngoài quốc lộ bên đó nha. Còn tới trước mặt này là tới cái đường quẹo vô đất mà Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình ngày hôm nay. Đây là cái đường vào đất của mình nha anh chị em mình. Và miếng đất mình cách lộ nhựa khoảng chừng 100m trở lại, để Toàn chạy tới rồi Toàn xuống, Toàn đứng quay video cho anh chị em mình xem nha. Cái con đường này là con đường công cộng nha anh chị em mình. Lúc trước là con rạch, rồi bà con vô để ở đông, rồi xong nhà nước lắp lại, rồi xong thành con đường 3m. Con đường này nói chung là con đường công cộng nha. Anh chị em mình chịu khó cập nhật lại sổ mới thì nó sẽ thể hiện con đường này luôn. Và còn đây là cái miếng đất mà Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình ngày hôm nay nè. Toàn đang đứng ngoài lộ của đất mình, quay ngược vô miếng đất mà Toàn muốn giới thiệu đó nghe anh chị em mình. Miếng đất của mình á, ngang trước, ngang sau, ngang nào cũng đều là 5,5m hết nha. Và hai cạnh dài của nó vô đụng cái bức tường của cái đích tường của người ta đâu lại đó anh chị em mình. Là hai cạnh dài của nó, cạnh nào cũng là 18m 8 tấc hết nghe anh chị em. Và đất này á là đất thổ cư rồi, và tổng diện tích của nó là 103m nha. Và chủ kêu bán cái miếng đất này với cái giá là 780 triệu nha anh chị em mình. Giá này được thương lượng nhẹ thôi nha anh chị em mình, không có thương lượng mạnh nha, khoảng chừng 50 triệu thôi nha. Giấy tờ thủ tục chuyển nhượng á, thì chủ đất người ta sẽ lo cho anh chị em mình hết luôn. Và cái miếng đất này anh chị em mình cất nhà thì nó sẽ là thuộc hướng nam nha anh chị em mình. Còn Toàn đứng ngay cái vị trí đất rồi Toàn quay ngược ra cái lộ nhựa nãy Toàn chạy vô đó anh chị em mình. Đây là lộ nhựa khoảng chừng 100m trở lại anh chị em mình, không xa xôi chứ á. Anh chị em mình quan tâm miếng đất này á thì vui lòng kết bạn vô số điện thoại trên Zalo á, Toàn sẽ gửi bằng phán cho anh chị em mình xem. Đối đến với Toàn là cái gì nó cũng rành minh bạch hết.